Có phải bạn đang sở hữu những trang trại nuôi trồng mà chưa được nhiều người biết đến, có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng mà chưa tìm kiếm được đầu ra ổn định? Bạn muốn hình ảnh của trang trại được nhiều người biết đến và các sản phẩm nông sản của mình có đầu ra tốt hơn. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông thì chúng tôi hoàn toàn có thể giúp bạn quảng bá các sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả. Hãy nhấc điện thoại lên, gọi cho chúng tôi theo số 0971 380 458 để được quảng bá với chi phí rẻ nhất. Hiện nay, nguồn cá Chạch Đồng trong tự nhiên ngày càng thu hẹp lại nên Chạch Đồng trở nên khan hiếm, giá bán cao. Để đáp ứng nhu cầu chạch bùn ngày càng tăng của thị trường, hình thức nuôi cá Chạch Đồng đang mở ra nhiều kỳ vọng cho bà con nông dân. Trong đó, mô hình nuôi Chạch Đồng trong bể xi măng đem lại hiệu quả cao. NongLam.NET xin giới thiệu đến bà con kỹ thuật nuôi chạch theo hình thức này. Cá Chạch Đồng có thể sinh trưởng và phát triển ở nhiệt độ từ 15 đến 30 độ C, thích hợp nhất là từ 25 đến 27 độ C, độ pH từ 6,5 đến 8. Lý do nên nuôi cá Chạch Đồng trong bể xi măng. Nuôi cá Chạch Đồng trong bể xi măng có những ưu điểm vượt trội so với mô hình nuôi trong ao đất như sau. Có thể áp dụng được với các hộ gia đình có diện tích nhỏ. Trên cùng một diện tích nuôi như nuôi bể xi măng sẽ có năng suất cao hơn gấp nhiều lần so với nuôi trong ao đất. Dễ dàng quản lý thức ăn, phát hiện sớm cá chạch bị bệnh, từ đó có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời. Không phải phụ thuộc vào thời tiết nên chủ động mùa vụ thả nuôi, có thể thả nuôi quanh năm. Thiết kế bể nuôi. Diện tích bể nuôi dao động từ 10 đến 15 m2, độ sâu từ 1 đến 2 m để tiện cho việc chăm sóc và quản lý. Toàn bộ mặt trong bể và đáy bể lát gạch hoặc làm trơn láng bằng xi măng. Nếu nuôi bằng nước giếng khoan, cần phải có bể lọc nước trước khi đưa nước vào bể nuôi. Bể nuôi cần phải có nguồn nước, cống lấy nước và tháo nước ra phải đối diện nhau là tốt nhất. Cần thiết kế nghiêng về cống thoát nước để tiện cho việc thay nước và vệ sinh bể nuôi. Địa điểm nuôi phải đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Đối với bể mới xây, ngâm phèn chua với liều lượng 100g trên 1m2, ngâm 2 lần, mỗi lần 2 ngày. Sau khi ngâm phèn chua thì phơi nắng 30 ngày, rồi cho nước sạch vào trà 2 lần là được. Thứ hai, chuẩn bị giống. Nên thả giống cỡ 300 đến 350 con trên 1kg, mật độ thả từ 60 đến 80 con trên 1m2. Bà con cũng có thể sử dụng con giống đánh bắt ngoài tự nhiên với kích cỡ 4 đến 6 cm. Yêu cầu con giống phải có kích cỡ đều nhau, màu sắc tươi sáng, khỏe mạnh, không bị xây xát, không bệnh tật. Thứ ba, thả giống. Nuôi theo hình thức bể xi măng, bà con có thể nuôi thả quanh năm. Trước khi thả nuôi, bà con nên tắm phòng bệnh cho cá chạch bằng nước muối 3% từ 5 đến 10 phút hoặc bằng povidin liều lượng 5ml trên 1 mét khối nước. Bà con nên thả giống vào buổi sáng hoặc chiều tối để tránh gây sốc cho cá chạch. Thứ tư, kỹ thuật cho cá chạch ăn. Có thể nuôi cá chạch bằng thức ăn công nghiệp hoặc tận dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp như khô đậu, cám gạo, nhộng tằm, cá tạp, ốc xay. Thức ăn cho cá chạch phải đảm bảo hàm lượng từ 30 đến 35%, lượng thức ăn từ 5 đến 8% trọng lượng cá chạch trong bể. Cá chạch ăn ít nên phải cho ăn từ 2 đến 4 lần trên ngày, cụ thể như sau. Trong 20 ngày đầu, cho cá ăn 4 lần trên ngày. Từ ngày thứ 21 đến 2 tháng, cho cá ăn 3 lần trên ngày. Từ 2 tháng đến khi xuất bán, cho ăn 2 lần trên ngày. Khuyến cáo, bà con nên dùng thức ăn công nghiệp, dạng viên nổi cho cá chạch để giảm ô nhiễm nước, bể nuôi và cho năng suất cao. Thứ 5, quản lý chăm sóc. Mực nước trong bể nuôi đảm bảo từ 30 đến 40cm. Có thể thả bèo tây để tạo chỗ trú ẩn cho cá chạch tránh nóng, tránh rét và làm sạch môi trường nước. Thường xuyên theo dõi tình hình nước trong bể nuôi. Nếu thấy nước bẩn thì cần phải thay nước sạch để tránh hiện tượng thiếu oxy gây bệnh cho cá chạch. Thứ 6, phòng bệnh và trị bệnh. Cá chạch nuôi trong bể xi măng, bà con cần chú ý những bệnh sau: bệnh nấm, đốm đỏ lở loét, bệnh đường ruột. Để phòng và trị bệnh trên, bà con cần thực hiện như sau. Trị bệnh, khi phát hiện bị nấm cần phải tắm cho cá chạch bằng các loại chất sát khuẩn sau: nước muối 3% hoặc KMNO4 liều lượng 20g trên 1 mét khối nước. Dùng một trong những loại kháng sinh sau, trộn thức ăn cho cá chạch ăn. Dioxilin hoặc oxytetracycline dùng liên tục 5 đến 7 ngày, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì sản phẩm. Phòng bệnh, định kỳ từ 10 đến 15 ngày bổ sung thêm vitamin C và men tiêu hóa cho cá chạch nhằm tăng cường sức đề kháng. Định kỳ 7 đến 10 ngày sử dụng các chế phẩm sinh học TCA, BKC, iodine để khử trùng bể nuôi. Thứ 7, thu hoạch. Sau 3 tháng nuôi, cá trạch đạt kích cỡ từ 25 đến 40 con trên 1 kg thì có thể thu tỉa hoặc thu toàn bộ. Trước khi xuất bán 1 ngày, không được cho cá trạch ăn. Không dùng kháng sinh trước khi xuất bán 15 ngày. Sau khi thu hoạch cần vệ sinh bể để chuẩn bị nuôi lứa tiếp theo. Nếu bà con không đủ điều kiện xây bể xi măng thì có thể nuôi trạch trong ao đất, ruộng, bể lót bạt. Kỹ thuật nuôi cá trạch trong ao đất, trong ruộng, trong bể lót bạt như sau. Thứ nhất, chuẩn bị ao, bể nuôi. Bà con có thể nuôi trạch ở ao đất, bể lót bạt tùy theo điều kiện đầu tư để quyết định diện tích nuôi. Nên thiết kế bể có diện tích vừa phải từ 5 đến 10 m2 để thuận tiện cho việc chăm sóc, quản lý, thu hoạch. Ao bể chủ động nước, cống lấy nước vào và thoát nước ra đối diện nhau là tốt nhất, đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Thứ hai, chuẩn bị giống. Để tránh hao hụt nhiều, bà con nên chọn mua cỡ lớn, chọn cỡ con giống cỡ đồng đều, màu sắc tươi sáng, khỏe mạnh, không xây xát, không bệnh tật. Nên thả giống cỡ từ 2 đến 3 gram trên một con, mật độ thả từ 30 đến 50 con trên 1 m2 hoặc thả từ 10 đến 15 kg trạch giống trên 100 m2 ao, cỡ giống từ 300 đến 350 con trên 1 kg. Thời điểm thả giống từ tháng 3 đến tháng 4 sau khi cấy lúa xong. Nếu nuôi trong ao đất hoặc bể lót bạt, tránh được lũ lụt, có thể thả giống quanh năm. Sau 3 đến 4 tháng nuôi, cá trạch thương phẩm đạt kích cỡ từ 25 đến 40 con trên 1 kg, có thể thu tỉa hoặc thu toàn bộ. Trước khi thả nuôi, phải tắm phòng bệnh cho cá trạch giống bằng nước muối 3% từ 10 đến 15 phút hoặc tắm bằng povidin, liều lượng 5 ml trên 1 mét khối nước. Thứ ba, quản lý chăm sóc. Nuôi trong ao, bể lót bạt, mức nước không quá 40 cm. Trong ao có các mương, hố sâu từ 50 đến 60 cm để cá trú ẩn. Có thể thả bèo tây để tạo chỗ trú ẩn cho cá tránh nóng, tránh rét và làm sạch môi trường nước. Khi trời rét, cũng có thể sử dụng rơm rạ thả cho cá trú ẩn, đồng thời bơm nước cao từ 70 đến 80 cm để nuôi xen canh với các loài cá khác như chấm đen, cá chép để tận dụng thức ăn dư thừa. Nuôi trong ruộng, đáy bùn phải sạch, mức nước từ 20 đến 40 cm, độ dày bùn đáy từ 15 đến 20 cm. Bón phân chuồng ủ hoài mục trước khi cấy lúa để tạo thức ăn tự nhiên cho trạch. Đào mương rộng từ 1,2 đến 1,5 m, sâu 30 đến 40 cm. Chạy dài quanh ruộng để cá trú nắng, tránh lúc phun thuốc trừ sâu và tháo nước khi thu hoạch. Nuôi trong ruộng có thể đạt tỷ lệ sống từ 70 đến 80%. Cá trạch tương đối dễ nuôi, thức ăn của cá trạch khá đơn giản. Cá trạch ăn mùn bã hữu cơ, khi cá trạch còn nhỏ, cho ăn thức ăn có độ đạm trên 30%, sau đó giảm dần. 30 ngày nuôi sau, cho cá trạch ăn thức ăn có độ đạm từ 20 đến 25%, cho ăn 2 lần trên ngày, sáng và chiều tối. Thứ tư, phòng và trị bệnh. Khác với các vật nuôi trên cạn, khi cá bệnh, việc phát hiện và chẩn đoán bệnh chính xác gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức và kinh nghiệm. Khi xác định được bệnh cá thì việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn và tốn kém. Không phải điều trị từng con mà phải điều trị cả đàn trong ao. Vì vậy, cần xác định đúng loại thuốc và nồng độ thích hợp. Mặt khác, khi trị bệnh không phải lúc nào cũng có kết quả như mong muốn và ít nhiều đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của cá, ảnh hưởng đến thức ăn tự nhiên và môi trường nước. Ngoài ra, một số thuốc có thể tích lũy trong cơ thể cá và có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Chính vì vậy, việc phòng bệnh vô cùng quan trọng, có ý nghĩa lâu dài và quyết định. Khi nuôi, cần tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật nuôi, cho cá ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhất là giai đoạn cá còn nhỏ, thì phải đặc biệt lưu ý khi chuyển tính ăn. Cho cá ăn theo phương pháp 4 định, định chất lượng thức ăn, định số lượng thức ăn, định vị trí cho ăn, định thời gian cho ăn. Phòng bệnh. Cá trạch ít bệnh, tuy nhiên khi môi trường ô nhiễm, gặp điều kiện thời tiết bất lợi, cá vẫn mắc một số bệnh như sau. Cá trạch có thể bị nấm, đốm đỏ lở loét, bệnh đường ruột. Để phòng bệnh, trộn thêm vitamin C, men tiêu hóa vào thức ăn cho trạch. Định kỳ cho ăn 2 lần trên tháng, mỗi lần 3 đến 5 ngày liên tục. Chú ý thay nước định kỳ, không để nước ô nhiễm. Trị bệnh, khi phát hiện trạch bị nấm, có thể tắm cho cá bằng các loại hóa chất sau: nước muối 3% hoặc cam NO4 liều lượng 20 g trên 1 mét khối nước, thời gian từ 10 đến 15 phút. Trộn kháng sinh vào thức ăn cho cá trạch ăn. Doxycycline 0,2 đến 0,3 gram trên 1 kg thức ăn. Oxy tetracycline từ 2 đến 4 gram trên 1 kg thức ăn, cho ăn 5 đến 7 ngày liên tục. Thứ 5, thu hoạch. Khi cá trạch đạt giá trị thương phẩm, trước khi xuất bán không cho cá trạch ăn trước 1 ngày, không dùng kháng sinh trước khi xuất bán 15 ngày. Do tập tính sống chui rúc sâu dưới bùn nên việc thu hoạch sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn các đối tượng nuôi khác. Thu tỉa, đặt trúm giọ có chứa mồi là thính hoặc ốc bươu vàng đã bỏ sạch vỏ vào vị trí cho ăn. Đặt trúm vào thời điểm chiều tối hôm trước, sáng sớm hôm sau, với trúm thu những con to, con nhỏ thả xuống tiếp tục nuôi. Thu toàn bộ, trước khi thu hoạch cần tháo cạn ruộng nuôi cũng như mương để từ 3 đến 4 ngày cho mặt ruộng và mương cứng lại, sau đó xẻ một rãnh dọc ruộng hoặc xẻ theo hình xương cá. Tiếp theo là thêm nước mới vào để cho cá trạch vào rạch theo nước mới, từ đó ta chỉ việc tiến hành thu. Trong quá trình thu, có thể dùng lưới có mắt lưới tùy theo cỡ cá trạch cần thu để lọc bỏ những con bé hoặc những con đang mang trứng để dùng làm trạch bố mẹ hoặc trạch giống cho vụ sau.